Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người đàn ông đã lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là quý quan khách, tôn giáo bạn trên thành phố, soạn bài giảng hôm nay rất là khó, bởi vì có quý quan khách từ thành phố trở về, mà thành phố thì bao giờ cũng tiến bộ văn minh hơn nhà quê, thế nên soạn bài giảng rất khó với sự tiến bộ vượt bậc của quý vị. Ở nhà quê chúng tôi thì rất chân thành, mộc mạc, chất phát, nên hiểu và nói làm đều có sự chân thành, chất phát như vậy. Nên trong bài giảng chia sẻ cho cả cộng đoàn thì mong quý vị thông cảm. Và thấy hôm nay trong thánh lễ cũng có một sự khác biệt, không phải là lễ thiếu nhi, nhưng thiếu nhi chúng con tham dự thánh lễ rất đông. Rồi cộng đoàn cũng vậy, mọi thành phần, những người có gia đình và những người không lập gia đình cũng tham dự thánh lễ rất đông. Không phải việc chúng ta tham dự thánh lễ riêng cho đôi hôn phối. Nếu riêng cho anh Ngọc và chị Ánh thì chắc hẳn chỉ cần hai anh chị và linh mục cũng như hai người làm chứng là đủ. Như chúng ta là một cộng đoàn thì có người này người khác và có nhiều thành phần khác nhau. Mà đã nói là có nhiều thành phần khác nhau thì rất đa dạng. Người thế này, người thế khác. Và chính vì chúng ta khác nhau như vậy, cho nên chúng ta cần có sự hiệp nhất trong một cộng đoàn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, như đã nói với cộng đoàn, mặc dù thiếu nhi chúng con chưa đến tuổi chuẩn bị kết hôn, thì chúng con vẫn tham dự thánh lễ hôm nay. Và kể cả những người đã có gia đình, chúng ta vẫn tham dự thánh lễ hôm nay. Rồi cả những người không lập gia đình cũng tham dự thánh lễ hôm nay với mục đích gì? Thánh lễ là đỉnh cao của người Công giáo, nói lên tình yêu mà trời cao ban tặng. Thì đã nói lên tình yêu của trời cao ban tặng qua dấu chỉ thánh lễ, thì mọi người dù là ai, như thế nào, chúng ta cũng cùng nhau quy tụ để nói lên một sự hiệp nhất trong một thánh lễ. Chứ không phải vào thánh lễ hôm nay hay thánh lễ nào đó để chúng ta soi xét, để nhìn nhau, để thấy nhau, để rồi làm cho bầu khí của một gia đình thiếu sự ấm cúng, thiếu sự đoàn kết, thiếu sự hiệp nhất yêu thương. Vâng, kính thưa cộng đoàn, một gia đình nào cũng vậy. Trong một gia đình thì có nhiều thành phần, cha mẹ, con cái, và có sự tương quan đến mọi người. Chính vì có sự tương quan đến mọi người, cho nên vẻ đẹp của một gia đình cần phải được tô điểm. Giống như một ngôi nhà chúng ta xây dựng, đã đến ngày khánh thành
thì biết bao nhiêu công lao khó nhọc để có thể làm nên được một ngôi nhà mà gia chủ gần như ưng ý. Thế nhưng đến ngày khánh thành thì người khen kẻ không khen. Người thì khen ngôi nhà không có tì vết, nghĩa là đẹp hết sức có thể. Nhưng có người không thích thì soi mói cho bằng được, bảo là nhà ông xây dựng thiếu cốt thép, bảo là nhà ông xây dựng tường còn nứt. Gia chủ quả thực rất đau đầu, không biết mình có lên khánh thành ngôi nhà của mình hay không. Thế nhưng ngày đã định thì việc phải đến. Và rồi gia chủ vẫn khánh thành ngôi nhà, và rồi cũng mời mọi người chia vui với mình. Và trong ngôi nhà thì gia chủ phải nhận ra được rằng người khen kẻ chê không phải họ không có cái nhìn. Thế nhưng cái nhìn của gia chủ mới là điều quan trọng cho ngôi nhà của mình. Họ khen thì thầm cảm ơn, họ chê thì thầm rút ra kinh nghiệm. Có thể mời thợ sửa sửa ngay, có thể dần dần rút ra được bài học kinh nghiệm để sửa dần dần, hay còn gọi là hàng ngày bảo trì cho ngôi nhà của mình làm sao được như mình mong mỏi, được như mình mong muốn. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, giống như ngôi nhà xây dựng. Chắc hẳn ngôi nhà nào cũng mong được một giá trị của ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi. Và khi khởi sự xây dựng cho đến hoàn thành, với bao nhiêu công lao vất vả của mọi thành phần trong gia đình, đặc biệt là từ người đứng đầu và sự đoàn kết của gia đình đó, và mong rằng sớm được hoàn thành. Thế nhưng trong sự xây dựng, chắc hẳn gia chủ cũng phải chọn lựa, cũng phải tìm ra những nguyên vật liệu tốt cho gia đình. Nhưng nhiều khi những vật liệu không được như ý, nhưng gia chủ vẫn đành phải xây dựng cho ngôi nhà đó sớm được hoàn thành như mong muốn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nói như thế để chúng ta nhìn về cuộc đời của mỗi người chúng ta, đặc biệt của những gia đình đã bước vào đời sống hôn nhân. Dù chúng ta có tin vào Thiên Chúa hay không tin vào Thiên Chúa, khi học giáo lý hôn nhân, chắc hẳn anh Ngọc và chị Ánh đây đã được trình bày. Từ hôn nhân tự nhiên cho đến hôn nhân công giáo. Hôn nhân tự nhiên nghĩa là, như bài đọc 1 anh Ngọc đã đọc, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ để họ kết hợp với nhau và được trời chúc phúc. Và từ đó, hai người trở lên một trong đời sống gia đình, gọi là hôn nhân tự nhiên. Dù bạn có không tin hay tin vào Thiên Chúa, thì hôn nhân này hoàn toàn các bạn đã đến với nhau, và kể từ đây các bạn hoàn toàn nên một và được trời cao nhìn đến. Còn hôn nhân công giáo thì không phải là khác hôn nhân tự nhiên, nhưng nhìn từ hôn nhân tự nhiên, nhìn nhận ra con người mình được tạo dựng không phải tự nhiên mà có, và cho trời cao do Thượng Tế ban tặng, mình có được hình hài như ngày hôm nay, và mình đến với nhau là một phần do mai mối, một phần do nhận biết, và rồi một phần do sự tự do trưởng thành và quyết định lấy nhau. Và rồi cũng vậy, từ quyết định lấy nhau cho nên cần đến trời cao chứng giám, thì đó là hôn nhân công giáo. Ai cũng muốn mình có một ngôi nhà bền vững từ ngày xây dựng cho đến ngày mãn nguyện. Thế nhưng đời sống hôn nhân thì khác với ngôi nhà một chút. Mặc dù có sự xây dựng kiên cố, mặc dù có sự chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng hạnh phúc thì có thể ngày anh chị cũng như bao nhiêu người khác đang ngồi đây, ngày yêu nhau thì đầy những mơ mộng, đầy những nét đẹp của hôn nhân.
Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân mới đầy những khó khăn, đầy những thử thách, mà những ai đã bước vào gia đình có được đầy kinh nghiệm. Chắc hẳn anh Ngọc và chị Ánh cũng đang mơ ước cho gia đình mình có một gia đình hạnh phúc như ngày anh chị cam kết với nhau. Thì gia đình của anh chị không nguyên cái ngày cam kết này, mà ngày cam kết này còn phải kéo dài cả cuộc đời anh chị. Chẳng ai tự nhiên xây nhà rồi lại làm cho nó xấu đi. Chẳng ai xây nhà rồi lại không muốn rồi đập đi. Nếu không muốn nói người đó một phần bị thần kinh, hay không muốn nói người đó một phần không ổn định. Vâng, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu lao nhọc trong cuộc đời của anh chị mà cha mẹ ban tặng, thì ngày hôm nay anh chị đến với nhau và thề hứa với nhau trước đấng tối cao, trước Thiên Chúa hay trước Thượng Đế. Anh chị hứa cam kết sống trọn đời thủy chung, sống trọn đời nên nghĩa vợ chồng. Cái trọn đời đó cần có sự hy sinh, cần có sự tha thứ, cần có sự yêu thương. Người vợ cần nơi yêu thương của chồng, thì chồng cũng cần sự nhẹ nhàng yêu thương từ vợ. Và chắc hẳn anh chị đều mơ ước như vậy. Và tất cả những ai tham dự thánh lễ hôm nay cũng đều cầu mong cho anh chị hạnh phúc. Vâng, kính thưa cộng đoàn, hạnh phúc có được hay không? Tất cả mọi người đều mong ước, nhưng có được hay không lại là do quyết định của chính anh chị. Quyết định đến với nhau, quyết định sống với nhau và quyết định tạo cho gia đình anh chị hạnh phúc. Khi các linh mục thẩm vấn hay các linh mục giúp ích cho các anh chị bước vào đời sống hôn nhân, thì đều hỏi sự cam kết của anh chị lần cuối, anh chị có chọn đời, có muốn, có nhận người này là chồng, là vợ của mình không? Với ý chí tự do, với sự khôn ngoan, với trách nhiệm của mình, anh chị cũng đã cam kết với linh mục. Và rồi trước khi cam kết với cộng đoàn, thì linh mục đã nhận lời cam kết đó. Và hôm nay anh chị lại một lần nữa thề hứa một cách công khai hơn với Chúa, với cộng đoàn, để rồi mọi người chung tay chung sức cầu nguyện, mọi người chung tay chung sức nâng đỡ. Chắc hẳn trong cuộc sống gia đình, chúng ta không sống riêng, không sống lẻ, mà cần có sự tương quan. Anh chị có tương quan với nhau, tương quan với hai đại gia đình, tương quan với bạn bè thân thuộc. Chỉ những tương quan đó sẽ nâng đỡ anh chị từ những chia sẻ vui buồn, từ những lời động viên khích lệ. Chắc hẳn ai cũng vậy, sự tương quan đó rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nhìn vào kinh nghiệm của bao nhiêu gia đình đi qua, nhìn vào hạnh phúc của bao nhiêu gia đình đạt tới, cũng như đẩy những nước mắt mà chúng ta chưa có thể làm cho vơi đi trong đời sống gia đình được, thì hôm nay chúng ta cầu xin với trời cao nâng đỡ cho anh chị, nâng đỡ cho những người con bước vào đời sống gia đình hôm nay, để rồi những người này can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và vững niềm cậy tin hơn, tin tưởng vào trời cao, tin tưởng vào nhau, để rồi biết cậy dựa vào nhau, biết nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Cũng cầu chúc cho anh chị và cầu chúc cho mọi gia đình, cũng như anh chị hôm nay đã có bao nhiêu lời cam kết, thì chúng ta hãy cam kết lại từng ngày, để rồi lời cam kết đó giúp ích cho chính gia đình chúng ta sống trọn đời yêu thương, chung thủy với nhau, không chỉ một ngày mà trọn đời. Amen.